Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, mà đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến nhiều mây, không mưa, chưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng trời rét. Tại khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là 17-18 độ. Bước sang ngày mai, các khu vực này nhiệt độ tăng lên ở mức 25 độ. Vùng biển ngoài khơi bao gồm huyện đảo Cô Tô, ngày mai trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, đêm và sáng sớm trời rét, mức nhiệt độ dao động từ 18 đến 23 độ. Nhìn chung, thời tiết khô giáo, trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng nên rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, ra ngoại của người dân vào ngày cuối tuần. Còn bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông, Do vậy, về đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù, sương mù nhẹ và một vài nơi có mưa nhỏ thoáng qua. Nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Ngày mai trời có nắng và nhiệt độ tăng lên từ 24 đến 27 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc nhiệt độ cao hơn. Các tỉnh phía Bắc miền Trung như từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng mang kiểu thời tiết tương tự như Bắc Bộ. Tại đây về đêm và sáng tiết trời rét nhẹ. Sang ngày mai nhiệt độ cao nhất ở mức từ 24 cho đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa chỉ còn có mưa rải rác, tập trung về đêm và sáng với lượng không nhiều. Nhiệt độ trong ngày mai ở mức từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận thời tiết phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 26 đến 28 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận cao hơn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai trời nắng, tại khu vực Tây Nguyên về đêm và sáng rét nhẹ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ ngày mai phổ biến ở mức từ 31 đến 34 độ, trời nắng nóng. Trong đêm nay và ngày mai, hầu hết các nơi trên biển Đông trời ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió ở khu vực Bắc biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, tịnh hành theo hướng đông bắc và ở mức cấp 6, giật cấp 7 biển động các vùng biển khác cường độ gió giảm dần xuống mức cấp 5 tình trạng biển ổn định